Ê, ở đây có mấy cây chăm nè, ngồi hái chăm ăn á, cái xong ra ngoài ruộng tắm xong không? À, được á. Đây. Hả? Ê, chăm bí kìa. Qua vậy ta? Chăm bí này nè, đem ra xong chọi cho nó nổi chơi. À, được được được, nhưng mà nó bị thúi rồi. Thúi đâu thúi, thấy vậy thôi chứ không có sao đâu. Mình đi nha. Ừ. Ê, hả? Thằng Lương kìa. Đâu? Ê, Lương, 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 Lương. Gì? Nè, mày thấy không? Thấy gì không? Ủa, hai người ôm cái gì mà to quá vậy? Cái này hả? Trứng bò đó. Hả? Trứng bò hả? Ừ. Hàng chi bự quá. Chứ sao mày? Nào giờ mới thấy luôn á. Ấp chừng nào nó mới đẻ vậy? Chút à, nó sắp nở rồi đó. Mà tụi tao bận đi canh mấy con bò, thời gian đâu mà ấp. Mày mua đi, tụi tao bán rẻ lại cho. Mày có tiền không? Có nhiều nè. Mẹ tao kêu tao đi mua dầu, nhưng mà chắc dắt bò về thì mẹ tao không quýnh tao đâu ha. Tiền nè. Thôi bán rẻ cho nó đi, để còn đi lùa bò về nữa. Về trễ mẹ nó quýnh nó thấy thương lắm. Mày đưa nó đi. Nè, có nhiêu đây thôi á hả? Rẻ quá à. Mà thôi, bán cho mày luôn á. Khoan, gì nữa? Sao chỗ này nó bị một cái lỗ vậy? Có đẻ được không đó? Chỗ đó thì bò chui ra, lỗ đâu mà lỗ. Ấp kỹ kỹ vô đó. Đúng rồi đó, mày phải ấp kỹ kỹ vô nó mới nở ra nha. Nhớ tao dặn á. Ờ. Đi. Thôi tụi tao đi nha. Có chuyện ba. Ừ, đã thiệt. Chuyến này lời rồi, mình đem về ấp, có nguyên con bò luôn. Lát hồi về mẹ thưởng cho tiền ăn bánh. Sao lâu quá vậy ta? Nãy giờ nó không chịu đẻ nữa. Sao con khóc vậy? Chị, gì vậy? Ờ, anh Khờ, em cũng tính đúng không? Con bị sao vậy? Kể chú nghe coi, sao con khóc? Hả? Hai đứa kia nó bán cho con cái trứng bò. Ờ. Rồi con ấp con ngủ quên. Ờ. Trứng bò nó nở ra nó chạy mất tiêu rồi. Rồi nó chạy đi đâu, không biết ở đâu mà tìm nữa chú. Khoan nha. Con bò nó đẻ trứng hả? Làm gì có. Con bò nó đẻ con chứ đâu có đẻ trứng. Con bị dụ rồi. Ai nói khờ đâu. Cũng khôn lắm chứ bộ. Ông khờ câm mà, nên mới đặt tên khờ đó.
Chết rồi, vậy là con bị lừa hết tiền rồi. Giờ sao chú? Lát về không có dầu mẹ con la con. Thôi, đừng có khóc. Nè, cha chú cho chú tiền mua thần chảo chăn bò, mà chú không có thích chăn bò. Nè, đó dạ. Cho con tiền mua dầu đem về đưa cho mẹ nghe. Mà nhớ nghe chưa, con bò nó đẻ con chứ không phải đẻ trứng đâu đó. Đừng có để bị dụ lần nữa. Không đẻ trứng hả chú? Ừ. Ờ ha. Nào giờ con có nghe bò đẻ trứng đâu. Đúng là con ngu thiệt mà. Ủa, rồi chú đưa tiền cho con, rồi tiền đâu mua đồ hả chú? Không sao, có bao nhiêu tiền đâu. Với lại ta nói rồi, ta không có thích chăn bò. Ta sẽ nói với cha ta là ta sẽ kiếm được một cái nghề nào đó mà không có lừa đảo ai hết. Không lừa ai là việc gì vậy chú? Nhiều lắm, mà ta chưa có nghĩ ra thôi. Chừng nào ta nghĩ ra ta kiếm ta nói cho nghe ha. Dạ, con về nha chú. Ờ. Trời, khùng ghê á. Khùng mà thấy cũng được hơn nhiều người đó. Nè, mày đứng coi, mày có đánh tao với chị tao vô ở nhà. Tại sao không chịu làm? Mày trốn ra đây đi chơi hả? Mày vậy hả? Em làm rồi chứ bộ. Làm cái gì mà làm? Còn tiểu thư nữa. Con nhà giàu mà suốt ngày quyến rũ con nhà nghèo đi chơi hoài vậy hả? Mà đâu phải ai cũng rảnh đi chơi hoài với tiểu thư. Em rủ chị chứ bộ. Mày còn nói nữa, con nhỏ này nói là cạch. Thôi, mày đứng lại coi mà. Thôi hoài vậy. Chị làm gì ăn hiếp Mận hoài vậy? Mận là em của chị đó. Lâu lâu cũng phải cho nó nghỉ đi chơi chứ. Nè, hai người chết chứ tôi nghe chưa? Nữ. Anh Tinh. Tôi không nói chuyện với con. Nữ. Anh Tinh. Nghe nói là bữa nay hai cha con trưởng làng qua coi mắt mà. Sao đi đâu tỉnh bơ vậy? Anh kiếm em hả anh Tính? Xê ra. Nè, chuyện người ta anh xí gì gì vô cho mệt vậy? Mày đi về đi, cho người ta đi về nữa. Mình đi chị. Mình đi. Về chi cho sớm, ở đây chơi đi. Nữ à, duyên chưa tới, về nhà cũng vậy à. Bỏ ra coi, làm cái gì vậy? Trời đang đẹp, ở đây chơi nha. Nữ ha. Đẹp hồi nào, nắng muốn chết luôn. Với lại duyên tới hay không cũng đâu tới lượt anh. Đừng có mơ. Thiên duyên tiền định, đâu có nói trước được. Nè, anh nói vậy là ý gì? Chị hỏi anh chị. Đi về chị. Thôi đi về. Ê, đi về. Về cái gì mà về, ở lại để chơi. À quên, nãy giờ quên che nắng cho nữ nè. Em mà là hai á, em bỏ về nãy giờ rồi. Ồ, Mận nói đúng đó. Anh để cái này nè, che cho chị lắm đi. Chứ tôi không có cần đâu. Bây giờ anh nói nghe nè, hả em cần không phải đoạn đường ngắn này đâu, mà cả một đoạn đường dài. Anh cũng sẽ trèo đèo lội suối để bảo vệ cho em. Hay nữ. Trời, thấy ghê quá. Nữ ơi. Đi về đi. À, anh đứng lại. Anh đối xử với em vậy hả? Cái gì vậy? Đối xử với em như vậy hả? Đối xử cái gì? Em có tiếc gì với anh đâu. Em cho anh hết đời con gái của em rồi. Vậy mà trước mặt cái con nhỏ nhà giàu đó, anh làm như là em không có dính dáng gì với anh hết vậy đó. Tôi hứa cưới cô hồi nào hả? Anh. Anh cái gì? Còn cái chuyện cô cho tôi là tự cô cho. Tự nhiên bây giờ kể công mất cười ghê. Cả hai đều vui vẻ, đều muốn, chứ có phải mình tôi đâu. Còn cái thân của tôi chưa lo xong nữa, cô đòi hỏi cái gì? Em nói là em đã chấp nhận hết rồi. Con nhỏ đó nó ưng anh sao thì anh cũng phải đi cưới nó vậy. Mà còn cưới lớn nữa. Chứ không phải tại nó nhà giàu, nó có của ăn của để nên anh mới muốn cưới nó đúng không? Biết còn nói lớn nữa ha. Không được theo tôi nghe chưa? Nghe chưa? Ôi, anh Tân. Con nhỏ nữ đó dám cướp người yêu của tao hả? Còn con Mận nữa. Tao mà về tới biết tao.